Chắc có lẽ mọi người cũng biết nhà dòng chúng con là dòng ảnh phép lạ Con Tum. Nhà dòng chúng con dành riêng cho chị em người dân tộc. Nếu người ta có hỏi dòng nào trên thế giới này nghèo nhất, chắc người ta sẽ nói dòng ảnh phép lạ Con Tum là dòng chúng con. Mặc dù nghèo như vậy mà chúng con có nuôi được bây giờ là 6 nhà cô Nhi Vinh Sơn và khoảng 6 trại nội trú nữa. Là các em cô Nhi Vinh Sơn là khoảng 800 cháu. Trong đó các em 800 các em cô Nhi, trong đó không phải là cô Nhi hoàn toàn. Có những em cô Nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em mồ côi cha, có em mồ côi mẹ. Cũng có các em thì có đủ cha mẹ nhưng gia đình rất là nghèo, có sổ hộ nghèo. 12, 13 đứa, nếu mà hỏi em ơi, nhà đình con có bao nhiêu? 12 đứa, 12 đứa, 13 đứa, là mình các sơ nuôi một đứa. Để có được trại cô Nhi Vinh Sơn như ngày hôm nay, nhà dòng của chúng con đã gặp nhiều, rất là nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về phía nhà dòng của chúng con. Đầu tiên thì chúng con nuôi các em chỉ có 3-4 em thôi, để nuôi, để yêu thương, chứ không phải mình giàu có mình nuôi. Các sơ nuôi các em là, đầu tiên là chúng con không có, không biết sữa là gì nha, không có sữa. Chúng em nấu cơm á, nấu cơm lấy nước cơm là pha nước cơm á. Khi mình nấu cơm cái nước cơm á nó sệt sệt thì cho mẹ em uống cái đó thay cho sữa. Còn những em lớn thì gạo thì không có đủ bao nhiêu, nấu với lá rừng thành cháo, dân tộc gọi là tập bung. Chắc nhiều các sơ vẫn nhớ cái hình ảnh tập bung á. Tập bung á là nấu gạo với rau thôi cho các em ăn. Như vậy thì lâu lâu khi mà khách người ta tới, người ta thăm, người ta thấy các cái giá làm việc mà em nuôi các em như vậy là vì yêu thương các em. Các cái giá đi làm rẫy, làm ruộng, nói chung là các giá nào cũng phải đi làm rẫy, giá nào cũng đi cuốc đất, trồng lúa, trồng mì, trồng bắp, trồng bờ lời, trồng chuối để các em có của ăn. Thì các sơ làm việc như vậy, âm thầm như thế, nhưng Chúa thì làm việc khác, Chúa cho người khác đi thăm, người ta đi thăm các cháu, đi thăm nhà thờ, người ta thấy các cháu ở đó, rồi người ta biết, rồi lần sau người ta đem gạo, người ta đem mì, người ta cho các em dần dần thì có, dần dần thì nhà cô Nhi mới được hình thành như thế này. Đấy. Về khó khăn thứ hai, đó là nhiều khó khăn lắm, nhưng mà sư Y Kham xin chia sẻ với khó khăn mà anh Khương muốn Y Kham chia sẻ ở đây, đó là khó khăn về chính quyền địa phương, nó nhỏ. Họ cứ tới, họ tới, ví dụ như Vinh Sơn 4, trước khi thành lập cái nhà Vinh Sơn 4, thì họ cũng tới, Sơ Y Liên, không có đi, bữa nay Sơ do bị đau, Sơ Y Liên sao có các em tới đây, dẹp đi, đóng cửa cái nhà này đi, làm cái gì trại cô Nhi. Sơ nói, đóng cửa thì đóng, hôm nay đóng thì ngày mai nó tới tiếp, các em cô Nhi nó tới. Thế công an cũng không biết nói làm sao, cũng không biết trả lời. Rồi lần thứ hai họ tới, rồi Sơ mới kêu, băng đêm á, khi người dân người ta đau lúc 12 giờ đêm đi vô, cán bộ có chở đi bệnh viện không? Nếu cán bộ chịu đi chở bệnh viện, đi vô bệnh viện thì cán bộ đóng cửa nhà này được. Mà mấy em không, mấy em đau nó đâu có đi, cán bộ đau nó đi nhà mấy sơ, mới đi chở đi chứ. Mấy sơ nói như vậy. Đó, thế là nhà cô Nhi Vinh Sơn giống như họ bỏ qua thì bây giờ thành lập thành cái trại cô Nhi Vinh Sơn 4 được nhà nước công nhận rồi. Rồi có lần các liên ngành, tất cả ngành giáo dục, ngành y tế, ngành nhiều ngành lắm. Nhiều ngành họ tới kiểm tra. Mình giống mình tội nhân không bằng. Họ tới ví dụ một ngành giáo dục thì có 2-3 người. Ngành an ninh thì 2-3 người. Ngành an toàn thực phẩm 2-3 người. Ngành thể dục thể thao 2-3 người. Nhiều lắm, họ tới một lúc như vậy á. Thế các sơ phải ngồi một bàn như vậy, ngồi như thế để gọi là đi kiểm tra. Đối với con, không bao giờ con, khi con thấy họ đến với con như thế, không bao giờ con gọi là dị ứng. Con luôn luôn cười, con tiếp đón họ.
Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý đồng chí hôm nay. Dạ. Đó, con cười, con tiếp đón họ. Con... trong công văn họ nói là đi kiểm tra, mà con nói với họ, trong công văn có gửi cho Sơn Y Kham là đi kiểm tra, đi khảo sát, nhưng Sơn Y Kham không dùng từ đó được. Hôm nay mình đoàn đến đây đi thăm sơ, mình ngồi với nhau, mình bàn với nhau, mình coi những cái gì mà sơ chưa làm được, mình cùng làm. Còn cái gì sơ chưa làm được thì mình giúp, mình giải quyết vấn đề. Chứ dùng từ kiểm tra nó ghê lắm, sơ không thích. Con nói như vậy. Đó. Ngay cái câu đầu tiên là con chặn luôn, con đã không thích từ kiểm tra, không thích từ khảo sát. Con thích là đi thăm nhau. Đấy. Cảm ơn, sơ rất là cảm ơn, rất là mừng. Các sơ làm việc vất vả rồi mà bây giờ có người đến thăm vui lắm, khuyến khích tinh thần. Dạ. Thế vui vẻ. Trời ơi, họ kiểm tra rất là nhiều. An toàn thực phẩm thì đi vô nhà bếp lục lại bếp, coi như bếp, bếp một chiều. Lạy Chúa, sơ Y Kham không biết chiều là gì, một chiều, ba chiều là gì. Sơ Y Kham cứ tút bếp của sơ Y Kham thế, không biết một chiều. Rồi xong, kiểm tra thế, nói thế thôi. Xong, về an ninh, Sơ Y Kham lấy cho coi một bộ hồ sơ toàn bộ, hồ sơ trọn vẹn. Cái một bộ hồ sơ mà đầy đủ nhất của một em trong trại cô nhi. Là mình cũng chạy lắm, Sơ Y Kham chạy nhanh, lấy hồ sơ trong hồ sơ của em đó là một là giấy khai sinh, hai là giấy chứng tử, ba là giấy tiếp nhận, ba là giấy tiếp nhận, bốn là giấy khám sức khỏe, năm là giấy giới thiệu của các cha sở, khi mà các khi người ta cho ta có giấy giới thiệu từ các cha sở đấy. Đây là bộ hồ sơ toàn bộ, bộ hồ sơ đầy đủ nhất của trại cô nhi Vinson. Thế họ nhìn, họ kiểm tra. Thế còn cái văn bản công nhận của chính quyền địa phương đâu? Rồi còn hỏi xong. Y Kham nghĩ cái này đối với Y Kham là đầy đủ nhất rồi, thế Y Kham thiếu cái gì nữa? Họ nói thiếu cái này. Rồi Y Kham nói như thế này, Y Kham thế cho Y Kham mượn của Sở Lao động Thương binh hồ sơ của một em trong Sở Lao động Thương binh, cái hồ sơ đầy đủ nhất của Sở Lao động Thương binh cho Y Kham mượn. Y Kham hứa trong vòng một tháng Y Kham sẽ làm xong 200 hồ sơ của các em cô nhi Vinson 1 là đầy đủ luôn. Mà cho Y Kham phải mượn của Sở Lao động một bộ hồ sơ của Sở Lao động hồ sơ mà đầy đủ nhất cho Y Kham mượn. Xin thề luôn, một tháng Y Kham làm xong hết. Vậy chẳng có hồ sơ nào. Không có. Không có hồ sơ. Y Kham kêu cho Y Kham mượn đi, cho mượn bộ hồ sơ. Họ kêu im. Xong rồi họ ra ngoài, họ nói đừng có bắt bé mấy sơ, mấy sơ làm việc tốt rồi. Họ nói mình nghe rồi, mình bình an. Rồi trong về vấn đề báo cáo về tài chính ra, Y Kham kêu nguồn ví dụ là nhận từ bác ái Francisco, nhận từ ân nhân trong và ngoài nước, nhận từ này tiền mà các em tự làm ra, rồi chia ra một năm các em ăn bao nhiêu, một ngày các em ăn bao nhiêu, thì tụi con tính cả tiền ăn của hội Friends of Vinson thì một ngày 8.000, rồi hội Francisco 5.000, ví dụ như thế là 15.000, tụi con tí ghi như vậy. Tiền ăn của một em 15.000, tính cả mì ân nhân người ta cho 16.000, một ngày một em ăn 16.000 đồng. Chát rồi, cái này làm sao mà đủ, không có đủ tiêu chuẩn của nhà nước ít nhất phải 28.000 hoặc 30.000. Sơ kêu, quá, nhà nước hả? Cái này các sơ tự nuôi, các sơ có thế nào các sơ viết như vậy? Ok, nếu mà muốn ghi 30.000, sơ ghi đủ 30.000. Cho sơ hôm sau để sơ sửa lại cái chữ 16.000 thành 28.000 được chứ? Có ai cấm đâu? Ai cấm? Sơ kêu như thế. Sơ viết được, nhưng mà sơ không muốn, lương tâm sơ không cho phép. Sơ cho đã ăn 16.000, sơ viết 16.000. Thế làm sao? Đấy làm sao? Im rồi đó, đạo diễn tha xong, im. Rồi, lương nhà nước đó, lương. Ở đây mấy người giúp việc, tại vì trong đó mình ghi lương tháng, lương mình chia cho nhân viên phục vụ, mình cũng cho tiền ít tiền lương đó. Mình phải ở đây không có lương đâu. Tất cả những người phục vụ trong trại cô nhi đều là làm vì yêu thương các em. Họ không cần tiền, họ cũng cần tiền lương, nhưng mà sơ không có tiền lương.
Ân nhân cho muối, sơ cho họ muối, cho gạo, sơ chi cho họ gạo, là vậy thôi. Không có lường, họ nói một câu. Nếu như nhà nước cho cái chính sách đó, tất cả nhân viên của Vinsun 1 được lương trả của nhà nước thì sơ chấp nhận hay không? Sơ nói thầy, vâng. Sơ không nói là sơ không chấp nhận và cũng không nói là vâng. Ở đây Y Kham là người phụ trách Vinsun 1, nhưng không phải là Y Kham mà Y Kham đại diện cho mẹ bề trên, cho nhà dòng, cho ban cố vấn, rồi ở trong tỉnh có cha giám đốc Caritas, rồi có đức cha, rồi có đức cha ở Việt Nam nữa, rồi có đức giáo hoàng nữa. Chúng tôi làm mốc xích như thế không được, không giải quyết được, không quyết định một cái gì. Y Kham không quyết định một cái gì hết. Y Kham phải hỏi đức cha, phải hỏi các cha, phải hỏi đức giáo hoàng, thế thì mới đó, không trả lời đó đấy. Rồi rất nhiều nhỉ, nhiều rồi. Rồi, thôi, tất cả những gì mình con xin chia sẻ đây là những gì mà con đã làm việc thật với họ rồi. À, rồi có một lần hỏi, Y Kham, gì? Y Kham, sáng nay đức cha làm lễ trong nhà thờ chính tòa, đức cha nào làm lễ, nội dung gì? Sao vả? Tại sao hỏi Y Kham? Thì Y Kham là người thân với bạn này Y Kham chứ, mấy chú cấp được thông tin chính xác. Rồi ơi. Hỏi Y Kham người dân tộc nói tiếng Việt cũng không rõ lắm, bóm hiểu không hiểu, hiểu đâu cái đuôi không hiểu, không hiểu, không biết đức cha luôn. Thế trời ơi, tại sao đi hỏi Y Kham, đi tới nhà cô Nhi Vinh Sân 1 rồi nhà thờ chính tòa gần đó, tại sao không đi lễ? Bữa sau á, muốn thu thập thông tin chính xác nó chuẩn để mà báo cáo với bề trên á, cấp trên á, cởi đi áo đồng phục công an, đi vô nhà thờ ngồi dự lễ với họ đi, lúc đó mới biết chính xác đức cha nào làm lễ, nội dung gì. Nó tự nhiên đi hỏi Y Kham, Y Kham có biết đâu. Thế lần sau họ đi vô thật, đi vô lễ mặc áo bình thường, đi vô lễ rồi hỏi Y Kham đi ngang đó không, có ai cấm đâu, nhà thờ có cấm ai đâu, có đứa mặc áo công an đi kiểm tra không đúng chính xác là báo cáo bậy đó. À, họ nói vậy đó. Rất là nhiều khi mình làm việc với họ không bao giờ mình nói không, mình phải cười, mình phải chấp nhận, cười với họ. Mình đã ưa thương lắm, cảm ơn đó. Mình làm việc với họ là mình gọi là mình đừng có gọi là dị ứng, dù mình dị ứng mình chỉ để ở ngoài, ở trong mà đừng có cho họ thấy. Mình làm Rồi, hôm nay thì Y Kham cũng xin thay lời cho tất cả 6 nhà của Nhi Vinsun 1 đó. Trong lúc thì nhà dòng bên hồ yêu cầu báo cáo thì nhiều lúc các sơ thì báo cáo hơi chậm, tại vì các sơ rất là giỏi về kỹ thuật đó, kỹ thuật cấp đuốc cuốc đất thì giỏi, còn kỹ thuật này thì không có giỏi, cho nên báo cáo hơi chậm hơi trễ. Thì xin anh Khương và tất cả các cha tất cả mọi người ở đây, khi mà các sơ ở Kon Tum mà báo cáo nó hơi trễ thì xin cảm thông. Có lẽ là cái phần trình bày vui nhất và dễ thương nhất vẫn là dành cho sơ Y Kham. Hôm nay hội trường rất là nhiều tiếng cười, cái đề tài rất là hot, nhưng mà sơ Kham cũng làm cho nó được vui vẻ. Vâng, cảm ơn sơ. Và tiếp theo trong chương trình này, con xin mời cả nhà cùng với chúng con để xem một cái clip. Đây chỉ là một trong các trường hợp được giúp đỡ thành công. Con cũng, tại vì chúng con không thể nào trưng dẫn ra được tất cả, nhưng mà cũng con chỉ xin đan cử một trường hợp, và cũng có sự hiện diện của bé Upline ở đây. Con có thể lên trên này để chào mọi người, trong khi chờ chị Hạnh chuẩn bị cái clip đó dùng. Vâng, rồi con xin cả nhà cùng theo dõi cái clip này.